Rồi, xin chào anh chị và các bạn. Mình sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn cái mẫu mới này ha. Cái mẫu đồ chơi mới. Cái mẫu này mình thấy cũng đang hot trên thị trường nè. Thì anh chị và các bạn nào xem cảm thấy bán được thì lấy về khu vực mình bán ha. Lấy về khu vực mình bán. Rồi, cái mẫu này là cái mẫu nó có nhiều loại lắm. Mình sẽ qua cái trang này để mình mở cho anh chị các bạn xem để cập nhật chi tiết về cái sản phẩm này ha. Các bạn anh chị nào mà ở những tỉnh thành xa. Thì mình có thể mua hàng trên những trang thương mại điện tử hoặc là tìm kiếm ở những cửa hàng đồ chơi lân cận của mình đó. Có thì mình lấy về bán ha. Còn những anh chị các bạn nào mà biết tiếng nước ngoài á hoặc là có những người thân bên nước ngoài thì mình có thể mua hàng trực tiếp trên 1688 về để mình bán ha. Rồi bây giờ mình sẽ tải cái tấm ảnh đó lên. Nó có nhiều mẫu anh chị các bạn ha. Cái mẫu này thì nó đã ra khá lâu rồi. Nó cũng ra cũng khoảng hơn 1 tuần đến 10 ngày nay rồi. Thì mình thấy các nhà thiếu nhi văn hóa, nhà văn hóa thiếu nhi thì bây giờ đã có bán rồi. Đây, thì mọi người và anh chị các bạn có thể tìm kiếm về bán. Tìm kiếm về bán ha. Thì ở đây nó khoảng 2,6 tệ. Thì 1 tệ của bên nước Trung Quốc ha, thì nó khoảng cỡ 3.500 4.000 Việt Nam mình, thì chị các bạn có thể đổi ra ha, thể đổi ra. Thì những anh chị các bạn nào biết tiếng nước ngoài hoặc là có người thân bên đó thì mình sẽ mua hàng trực tiếp trên 1688 nè, tiếp về bên cái nội địa của mình, địa chỉ bên đó. Rồi sau đó người thân của chúng ta có thể ship về cái địa chỉ Việt Nam chúng ta ha, bởi vì chúng ta nhỏ lẻ. Đấy, khá là nhiều anh chị các bạn. À, thì nó kéo dài anh chị các bạn, thì mọi người anh chị các bạn có thể lên trang này để tham khảo thêm ha. Tham khảo nó có rất là nhiều mẫu, có rất là nhiều mẫu ha. Có thể là hình hình con hình mặt cười, có hình siêu nhân ha, có nhiều có hình siêu nhân nữa. À, thì cái mẫu này giờ đang trend ha, mình thấy đang trend. Thì những cái khu công nghiệp hay là những cái khu bán theo trường học á, anh chị các bạn có thể lấy những sản phẩm này về bán nè để có thể kiếm thêm thu nhập ha. Rồi xin mến chào thì các bạn, mình sẽ cập nhật cho chị các bạn xem những cái mẫu mã nào mới ha, thì mình sẽ quay video và mình sẽ chia sẻ cho chị các bạn. Đây, cái mẫu này là như chị các bạn thấy nha, nó cũng khá đẹp dễ thương nè, thì chúng ta có thể lấy về bán.